Về các loại bệnh thì có những bài thuốc cụ thể như sau. Một, viêm thận. Lấy phân tâm mộc ngâm rượu vàng 10 phút, nấu sôi, mỗi ngày uống 3 lần, viêm thận dần dần sẽ khỏi. 2. Bệnh tiểu đường. Vào cứng quả óc chó, phân tâm mộc, hạt óc chó nấu với nước 60 phút, uống nước, mỗi ngày uống 3 lần, uống trước bữa ăn nửa tiếng, uống 1 tháng là một đợt trị liệu. Kiên trì uống lâu dài có thể giảm mỡ máu và huyết đường trong cơ thể. 3. Thận xưa di tinh. Phân tâm mộc, khiếm thực, bổ cốt chỉ, hầu và kỳ tử, các nước uống. 4. Đau đầu. Phân tâm mộc, hòa cúc, bạch chỉ và mạn kinh tử, các nước uống. 5. Ra mồ hôi nhiều. Phân tâm mộc, lỗ đậu y, bích bảo khô và phù tiểu mạch, các nước uống. 6. Táo bón. Phân tâm mộc và phan tả diệp, các nước uống. 7. Đắc lực nội sọ. Phân tâm mộc, tang bạch bì, xuyên ngưu tấp, thông thảo, sa tiền thảo, thạch ngon diệp và cát căn, đình lịch tử, các nước uống. 8. Hóa sắc tinh dịch hao tổn. Phân tâm mộc và trích hoàng kỳ, kỳ tử, ngọc trúc, xích đậu, ỷ dĩ nhân, thái tử sâm và hoàng tinh, vân vân. Các nước uống có thể bổ dưỡng cơ thể. Thông thường sau khi ăn quả óc chó được bắt đầu phân tâm mộc và bỏ óc chó, chứ không biết đến tác dụng của phân tâm mộc rất tí. Cách dùng của phân tâm mộc rất nhiều, nếu là người tiêu hóa không tốt, tốt nhất là ngâm nước uống. Nếu là người có đường ruột và dạ dày khỏe mạnh thì có thể cho phân tâm mộc vào máy nghiền thành bột. Mỗi lần cần đến thì lấy 3 gram pha nước uống cũng có hiệu quả tốt. Phân tâm mộc có hiệu quả bổ dưỡng rất tốt đối với cơ thể. Nếu muốn đạt được hiệu quả tốt hơn thì phải kiên trì sử dụng lâu dài. Phân tâm mộc trong một quả óc chó không nhiều, cho nên nếu muốn sử dụng thì phải